Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin phép được quy ngài Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Lê Thị Cúc, pháp danh Khánh Huỳnh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước ngài, xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy nương tựa nơi Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện từ hôm nay đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày đời kiếp kiếp sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu vô si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, cúi xin Đại Thánh rủ lòng đại từ bi thương xót cho con cùng tất cả chúng sinh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng tiêu trừ, rốt ráo rồi đều sẽ mau sống thoát ly sinh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin phép được đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện phẩm thứ nhất. Thần thông trên cung trời Đao Lợi. Phật hiện thần thông, ta nghe như thế này. Một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượng mà nhận thức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng óc pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết bằng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp, khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quý thần đó, ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác, cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiếu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sinh, trời Phước Án, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quá Thiệt, trời Vô Tướng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, các cứu cánh trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần múa mạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật báo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem qua tất cả trời rồng quỷ thần đó, ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp Bổ Sư lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết, số thánh phẩm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thách văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lệnh vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mè che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thi đại thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ các đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện, này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ lại thủa bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường các bảo, thủa ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời thiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng, Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Đức Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng, đây là chốn nào? Quỷ vương vô độc đáp rằng, đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô độc đáp rằng, thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng, nếu không phải oai sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không tổng. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ vì sao biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, vì thế nên cứ mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải vượt qua biển này.
Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này. Thánh nữ lại hỏi quý vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng trong biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát kia làm những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chính pháp xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ của tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu của tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi chỗ biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng ta là đức Phật quá khứ Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng cúi xin đức Phật xót thương bảo ngay cho con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú giữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, áo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển bị các thú giữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạng xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra, lùa người ngoài miệng bén nhọn, giường cướp, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội này. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào. Quỷ vương Vô Độc đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nay tôi sao để được đến chốn địa ngục đó. Vô Độc đáp rằng nếu không phải oai sức oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không tộc. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô Độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, vì thế nên cứ mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này. Thánh nữ lại hỏi quý vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu. Vô Độc đáp rằng trong biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người nào.
Quý vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát kia làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chính pháp, xong rồi chẳng kính, dầu quất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ của tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu của tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức giác hoa định tự tại Hương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng thác sinh cả. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chiêm bao chợt thức tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức giác hoa định tự tại Hương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng, quý vương Vô Độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin phép được quy ngài Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Lê Thị Cúc, pháp danh Khánh Huỳnh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện rằng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước ngài, xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay chặn đời chặn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy nương tựa nơi Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện từ hôm nay đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày đời kiếp kiếp sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu vô si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, cúi xin Đại Thánh rủ lòng đại từ bi thương xót cho con cùng tất cả chúng sinh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng tiêu trừ, rốt ráo rồi đều sẽ mau sống thoát ly sinh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So Ha.